Trời ơi, thằng em cứ đẩy quá, thì cô trên người nó luôn, bây giờ nó giật mình. Trời ơi, nó nổ anh lên thì cua nó bò tùm lum ở đâu vậy trời. Ngủ nằm mơ thấy cua phải không? Đây, bữa nay là tiệc tiệc tất niên, tiệc tất niên của Trung Chiêm Bình Dương nha mọi người. Mình giới thiệu mọi người ha, đây là anh Trí nè ha, bên đây là anh Long, còn đây là anh Giác Huyền Hội của mình Tinh Hưng, còn thằng này là anh Cô Trường mà là mọi người cũng biết ha. Đây đó, để mọi người nói hai cái ông chồng chim là ông nào đây, hai ông này nè. Hôm nay là ngày cúng tổ của thờ ngày thơ mai, nhưng mà anh em mình lấy cái ngày này luôn để lên nhà chung chim làm cái tiệc nhỏ nhỏ, mấy anh em giao lưu nhau uống bia mới chơi chim đồ bậy bạ này chứ. Trời ơi mệt quá, đâu có chồng này đâu. Ông này là ông trùm chim nhỏ, còn anh nhiều khi trùm chim lớn. Đây là anh trùm chim lớn, đây là anh chim nhỏ. Trùm chim bự. Không phải đâu, nói vậy chứ nhiều khi bể ra là lớn nhỏ gì trùm hết. Mình giấu cái nhỏ, mình giấu cái lớn, mình lấy cái nhỏ thôi. Thôi, đến cũng mời anh em, nếu anh em có xem kênh của Trung Chiêm thì nhấn hộ kênh. Cũng có mấy người hay comment hay like, nhưng mà hôm nay lập mà gặp Long mà gặp anh Chí đầu tiên, rồi mai mốt sẽ gặp anh Cường Quân Ly về sau nha. Tại vì khi nói mà gặp mấy người lớn không gặp được, từ từ mới gặp chứ đâu phải muốn ngày nào gặp là gặp. Đúng không anh Chí? Thế nào không gặp mà đâu vì sao đâu. Còn đây anh em Tường của mình, tí xíu nữa sẽ làm cái màu với nhau. Rồi anh. Ok thôi, mình cũng tạm dừng video tại đây nha mọi người. Thì anh em mình cũng chúc tất cả mọi người có một năm mới phát tài nha.